Thưa quý vị, sau khi phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga, Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.150 km2 và vẫn đang tiếp tục nỗ lực mở rộng đột kích sang các tỉnh biên giới khác ngoài Kursk để gây sức ép nhất định cho Nga. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia dự báo, quân đội Ukraine không thể trụ lại tỉnh Belgorod. Vậy nguyên nhân là gì? Mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết, kể từ cuối tuần trước, quân đội Ukraine đã không còn giữ các vị trí ở tỉnh Belgorod do hỏa lực mạnh của không quân và pháo binh của Nga. Quân đội Ukraine đã không củng cố vị trí của mình ở tỉnh Belgorod của Nga sau khi cố lập lại bước đột phá như tại tỉnh Kursk trước đó. Họ buộc phải rút đi trước hỏa lực mạnh của không quân và pháo binh của Nga. Theo Washington Post, từ ngày 11 tháng 8, quân đội Ukraine đã tấn công cơ giới sang tỉnh Belgorod gần đồn biên phòng Kolotilovka ở phía tây bắc thành phố Belgorod và tiến sâu được khoảng 10 km. Còn theo nguồn tin Nga xác nhận, ngày 15 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã tạm chiếm được trạm kiểm soát Kolotilovka. Tuy nhiên, không đưa ra thêm thông tin gì về việc quân Ukraine đã tiến xa hơn 10 km tính từ trạm kiểm soát này. Trước các cuộc không kích và pháo kích dữ dội của Nga, ngày 15 tháng 8, các xe bọc thép của Ukraine đã vượt qua biên giới để sơ tán lực lượng còn lại trong tỉnh. Sang ngày 16 tháng 8, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết, không thấy có bằng chứng nào cho thấy sự hiện diện của quân đội Ukraine ở Belgorod. Binh sĩ Ukraine chia sẻ với tờ Washington Post rằng, quân đội Nga đã chuẩn bị tốt hơn để đẩy lùi các cuộc tấn công Belgorod so với Kursk. Theo đó, quân đội Nga đã lắp đặt một số lượng lớn công sự chống tăng, gọi là răng rồng, dọc theo biên giới và gài mìn dày đặc trên lãnh thổ. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý, theo binh sĩ Ukraine, các đơn vị pháo binh, đơn vị điều khiển thiết bị không người lái và không quân Nga đã tấn công lực lượng vũ trang Ukraine gần như ngay khi họ vượt biên giới ngày 11 tháng 8. Bên cạnh Viện Nghiên cứu Chiến tranh, tờ Wall Street Journal của Mỹ cũng bình luận về thế trận của Ukraine sau vụ tấn công Kursk. Theo tờ báo, cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga đã thúc đẩy quân đội Ukraine rút quân và vũ khí khỏi tuyến đầu vốn đã suy yếu với hy vọng giành lại thế trận. Tờ Wall Street Journal lập luận, Ukraine đang tái triển khai binh sĩ từ mặt trận phía đông đến khu vực Kursk của Nga, khiến các đơn vị ở đây ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Động thái này giống như một canh bạc, có nguy cơ khiến tình hình của Kiev trở nên tồi tệ hơn. Một chỉ huy giấu tên của Ukraine thừa nhận, các chỉ huy quân đội Ukraine không có đủ binh sĩ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng binh sĩ đã kiệt sức phải ở trong chiến hào lâu hơn vì không có người mới thay thế. Nguồn tin bình luận rằng, tình hình đối với quân đội Ukraine đã trở nên tồi tệ hơn trong suốt mùa hè. Không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Nga đang nới lỏng kể từ khi cuộc tấn công Kursk nổ ra hôm 6 tháng 8. Tờ báo lưu ý, việc điều binh đến Kursk có nghĩa là Ukraine phải đưa họ ra khỏi khu vực Donetsk. Binh sĩ ở phía đông cho biết họ vẫn chưa tin rằng việc Kiev đưa quân vào Nga sẽ có lợi. Một quan chức Mỹ giấu tên cảnh báo, chiến dịch tấn công Kursk ấn tượng về mặt quân sự. Nhưng Ukraine đã đưa những binh sĩ nhiều kinh nghiệm tới Kursk và Kiev sẽ tổn thất lớn nếu mất những binh sĩ này. Và việc đưa họ khỏi tiền tuyến miền đông sẽ cho phép Nga tận dụng thời cơ và đột phá tại đây. Trong khi đó, một số cơ quan truyền thông nhà nước Nga cho rằng cuộc tấn công Kursk là một cái bẫy đối với Tổng thống Ukraine Zelensky mà Tổng thống Nga Putin cuối cùng sẽ giành chiến thắng khi ngày càng có nhiều đồn đoán về mục tiêu và kết cục của chiến dịch táo bạo này của Ukraine. Những người tuyên truyền cho Điện Kremlin đã cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Ukraine lại dễ dàng tiến vào Nga như vậy. Chẳng hạn như RIA Novosti có bài xã luận một tuần sau khi chiến dịch của Kiev bắt đầu, cho biết lực lượng Nga đang kiểm soát tình hình. Một ngày trước đó, tờ Stargard thân Điện Kremlin đã viết về việc các lữ đoàn Ukraine rơi vào bẫy và phải chịu tổn thất nặng nề. Nhưng cách kể chuyện này lại trái ngược với các báo cáo về chiến thắng của Ukraine, bao gồm cả từ các blogger quân sự Nga. Trong khi ông Zelensky cho biết hôm 15 tháng 8 rằng, quân đội của ông đã chiếm được toàn bộ thị trấn Sudha. Không có gì ngạc nhiên khi cả hai bên đều cố gắng trình bày hoạt động của mình theo cách tốt nhất có thể. Nhưng trong khi không có bằng chứng nào cho thấy lực lượng Ukraine đã rơi vào bẫy, thì những gì Kiev sẽ làm tiếp theo và liệu ông Putin có thể hưởng lợi trong dài hạn hay không vẫn chưa chắc chắn. Thay vì ở khu vực Donbass phía đông Ukraine để cố gắng củng cố phòng tuyến hiện có và giữ càng nhiều lãnh thổ càng tốt, các đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine hiện đang ở một nơi có thể dễ bị tổn thương trước một cuộc phản công hiệu quả của Moscow. Theo ông Mitchenwit, giáo sư kinh doanh và chiến lược quốc tế tại trường kinh doanh King London nhận định, sẽ có nguy cơ leo thang quá mức, có nguy cơ mất đi nhân sự và nguồn lực quý giá, và ông Putin có thể sử dụng điều này làm cái cớ để leo thang hơn nữa. Một cách khác là nghi ngờ liệu ông Putin và chính phủ của ông có phải là những người phù hợp để bảo vệ nước Nga hay không. Có lẽ sẽ không có nhiều khác biệt theo cách nào
vì không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy ông Putin không kiểm soát được tình hình. Cũng nhận định về vấn đề này, ông Emin Kastehemi, một chuyên gia quân sự của công ty phân tích tình báo nguồn mở Breitbart Group có trụ sở tại Phần Lan cho rằng, cuộc tấn công này có nguy cơ làm hao mòn nguồn dự trữ quý giá của Ukraine trước khi nước này vẫn còn vấn đề về nhân lực. Newsweek dẫn nhận định của ông Kastehemi nhấn mạnh, việc chiếm giữ vài chục ngôi làng biên giới của Nga với cái giá phải trả là nhiều sinh mạng và thiết bị sẽ không giúp ích gì. Nói chung, cuộc chiến sẽ không được giải quyết ở Kursk. Các khu vực quan trọng nhất về mặt trận chiến lược vẫn là miền Đông và miền Nam Ukraine. Trong khi đó, Vuk Vuksanovic, cộng sự tại Viện Nghiên cứu LSEAD thuộc Trường Kinh tế London tin rằng, một phần mục tiêu của Ukraine trong cuộc chiến là để thu hút sự ủng hộ của phương Tây bằng cách chứng minh rằng Kiev vẫn còn một số cuộc chiến. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Ukraine vì họ cảnh giác với kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và có nguy cơ chính quyền ông Trump sẽ dừng viện trợ cho Ukraine. Sau cuộc đột kích vào vùng biên giới của Nga, Kiev đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây cho phép họ sử dụng một số loại vũ khí do các nước này viện trợ. Tuy nhiên mới đây nhất, Anh tuyên bố không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Trước đó, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi cho phép Kiev tấn công các mục tiêu ở Nga bằng vũ khí phương Tây để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, một nguồn tin trong chính phủ Anh tiết lộ với tờ Times rằng chính quyền Anh đang chờ sự chấp thuận từ Mỹ để Kiev có thể được bật đèn xanh cho việc sử dụng tên lửa. Tuy nhiên, London vẫn chưa nhận được sự chấp thuận. Bài báo lưu ý, Washington đang ngăn chặn một cách hiệu quả việc Anh cho phép Kiev phóng tên lửa Storm Shadow vào Nga, trong bối cảnh chính quyền Biden lo ngại về sự leo thang của cuộc chiến ở Ukraine. Theo nguồn tin của Times of London, chủ đề về việc Kiev sử dụng Storm Shadow thực chất đã bị mắc kẹt trong hệ thống của Mỹ. Nguồn tin thứ hai của chính phủ Anh xác nhận rằng các cuộc thảo luận về việc sử dụng Storm Shadow với các đồng minh vẫn đang diễn ra. Một nguồn tin trong chính phủ Anh tiết lộ với ấn phẩm, khi áp lực ngày càng tăng đối với phương Tây nhằm nới lỏng các quy định sử dụng vũ khí tầm xa, Vương quốc Anh đang chờ sự chấp thuận của Mỹ trước khi bật đèn xanh cho Ukraine. Tuy nhiên, yêu cầu đã được nhận trong hệ thống hơn một tháng trước và các quan chức vẫn đang chờ câu trả lời. Trong khi đó, phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho biết trong một cuộc họp báo cuối tuần qua khẳng định Mỹ sẽ không cho phép quân đội Ukraine sử dụng các tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả khu vực Kursk. Bà Singh cho biết, Washington đã làm việc với người Ukraine để xác nhận các thông số đó và chúng không thay đổi. Theo bà, Bộ Quốc phòng tin rằng cách tốt nhất để Ukraine có hiệu quả là cố gắng đẩy lùi lực lượng Nga để lấy lại lãnh thổ chủ quyền của mình. Có lẽ, ám chỉ đến 4 khu vực trước đây của Ukraine đã gia nhập Nga qua cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 2022, nhưng vẫn chưa được Kiev coi là một phần của Ukraine. Bà Singh cũng cho biết, việc thực hiện các cuộc tấn công sâu tầm xa vào trong lãnh thổ Nga không nhất thiết phục vụ những mục tiêu đó, và tất nhiên, chúng tôi lo ngại về việc leo thang. Theo bà Singh, chỉ vì Nga không phản ứng với một số việc, không có nghĩa là họ không thể hoặc sẽ không phản ứng trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút like, subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!